7 bịch ni lông chứa ma túy dạng bột, 24 viên thuốc lắc, 4 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng số tiền gần 90 triệu đồng là những tang vật mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Bạc Liêu thu giữ khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thời điểm lực lượng công an bắt quả tang, 27 thanh niên từ 17 đến 38 tuổi, ngụ tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hải Dương, Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Còn đây là hiện trường khi lực lượng chức năng bắt quả tang một cơ sở karaoke trên địa bàn phường 2, thành phố Bạc Liêu. Qua kiểm tra, 17 phòng hát đang hoạt động tại quán, lực lượng công an thu giữ nhiều bịch ni lông chứa ma túy dạng bột và các dụng cụ để sử dụng cho cuộc bay lắc của hơn 80 nam nữ đang trong độ tuổi thanh thiếu niên. Tình trạng mua bán, tàn trữ, tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ở các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như là karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, vân vân có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại. Tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn phát sinh, trẻ quá về độ tuổi, đa dạng về thành phần. Và hiện nay giới trẻ rất là ưa chuộng sử dụng các loại ma túy như là ma túy đá, thuốc lắc, vân vân, thì rất dễ dẫn đến gây cái loạn thần ngáo đá, sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Không chỉ diễn ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke tại địa bàn trung tâm thành phố, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập bay lắc đã xuất hiện và có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại các vùng nông thôn. Điển hình là tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất, đã bắt quả tang hàng chục nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đĩa sứ chứa chất ma túy do các thanh thiếu niên sử dụng dang dở cùng hàng chục viên thuốc lắc được cất giấu để phục vụ nhu cầu bay lắc. Nhiều điểm là các đối tượng lợi dụng cái nhà trọ lưu trú để chúng hoạt động mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy. Đặc biệt là cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát ma túy triệt xóa hai điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở cơ sở kinh doanh karaoke. Thì qua những cái hoạt động đó thì cũng tạo được cái hiệu ứng tích cực trong nhân dân về công tác tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm về ma túy, và cũng được sự cái đồng tình ủng hộ của người dân cung cấp nhiều cái thông tin để cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh triệt xóa những cái vụ vi phạm tệ nạn xã hội liên quan về ma túy. Thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cần có sự chung tay của các ngành các cấp, đặc biệt là phía gia đình và nhà trường trong việc giáo dục con em tránh xa các loại ma túy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy gây ra cho toàn xã hội, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.